Người bệnh tiểu đường mà ăn nhãn thì nhất định phải biết điều này. Vâng, xin kính chào quý cô bác và các anh chị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 99. Quý vị thân mến, mùa này thì đang là mùa nhãn nên có rất nhiều người thì mua loại quả này về để ăn hoặc là để nấu chè. Tuy nhiên thì đối với những người mắc bệnh tiểu đường thì có ăn được nhãn hay không? Ăn như thế nào và những lưu ý quan trọng nào khi ăn nhãn để không bị đường huyết tăng vọt? Thì trong nội dung ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng kênh Sức Khỏe 99 đi tìm hiểu những nội dung chi tiết sau đây. Ở phần thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp thắc mắc đó là bệnh tiểu đường thì có được ăn nhãn hay không? Tiếp theo là phần thứ hai, chương trình sẽ chỉ ra 10 loại quả mà người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn để không bị tăng đường huyết. Và ở phần thứ ba, thì chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ cho người bệnh cách ngăn ngừa bệnh ung thư, bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường chỉ bằng các loại thực phẩm. Quý vị thân mến, đây là những thông tin và những nội dung kiến thức vô cùng cần thiết và quan trọng. Chính vì vậy mà quý vị hãy dành trọn vẹn thời gian để theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy tránh tình trạng nghe nửa vời mà áp dụng không đúng thì sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Nếu như mà quý vị chưa có đủ thời gian để theo dõi hết chương trình thì hãy lưu lại video này sang một thời điểm khác khi mà các cô bác có thể có khoảng 10 hoặc là 15 phút thôi để theo dõi hết. Và trong quá trình theo dõi video thì nếu như các bác gặp bất cứ câu hỏi hay ý kiến thắc mắc gì cần chương trình hỗ trợ giải đáp thì vui lòng để lại bình luận bên dưới để ban biên tập của chương trình có thể giúp quý vị giải đáp mọi thắc mắc đó trong những video lần sau. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nhau tìm hiểu nội dung chi tiết. Trước hết là ở phần thứ nhất thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời thắc mắc người bệnh tiểu đường có ăn được nhãn hay không? Quý vị thân mến, các chuyên gia thì cho rằng nhãn là một loại quả thường thấy vào mùa hè, có vị ngọt dễ chịu và rất hấp dẫn đối với mọi người. Nhãn là loại trái cây giàu vitamin C và trong 100g nhãn thì có chứa 84mg là dưỡng chất này, cung cấp đến 93% lượng vitamin C. Xét về bệnh thì nhãn có khả năng chống cảm cúm, tăng cường hệ miễn dịch và cung cấp đến 19% lượng đồng cần thiết cung cấp trong cơ thể của chúng ta. Nhãn thì có chứa một hợp chất có tên là riboflavin và vitamin này thì có tác dụng tích cực đối với mắt. Nếu như mà thiếu loại vitamin này thì rất dễ dẫn đến tình trạng là đục thủy tinh thể hoặc là gây ra tình trạng mờ mắt. Thế nhưng tiểu đường có ăn nhãn được không thì lại là một câu trả lời hoàn toàn khác. Đối với bệnh nhân tiểu đường thì nhãn nằm trong danh sách các loại quả hạn chế ăn nhất có thể. Vậy thì người bệnh có thể hiểu là bản thân người bệnh vẫn có thể ăn được nhãn nhưng nên hạn chế ở mức tối đa vì trong nhãn có vị rất là ngọt và có chỉ số GI cao. Nếu ăn vào thì sẽ làm tăng đường huyết và dễ gây tăng cân, thậm chí là nếu như mà các bác ăn khoảng 300g nhãn thì có nghĩa là các bác đang hấp thu khoảng 1,5 bát cơm. Và điều này thì rất dễ gây ra tình trạng béo phì, một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường. Vậy nên là bản thân ban biên tập của chương trình khuyến khích cho bà con là không nên ăn loại quả này. Tuy nhiên là để tránh cho các bác bị bệnh tiểu đường hoang mang khi mà tiếp thu thông tin và kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể là các bác xem ở đâu đó có kênh nói là tuyệt đối không được ăn nhãn, còn có kênh khác thì lại nói rằng người tiểu đường có thể ăn nhãn. Thì chương trình xin giải đáp chi tiết về vấn đề này như sau. Bản thân người tiểu đường có thể ăn được nhãn nhưng mà chỉ ăn ở một lượng rất ít, chỉ vài quả thôi, gọi là ăn để cho đỡ thèm quá. Tuy nhiên là trong quá trình ăn như vậy, vị ngọt của nhãn thì nó sẽ kích thích cho người bệnh ăn nhiều hơn mà quên đi mất việc kiểm soát lượng quả mà mình ăn vào. Và cuối cùng thì do ăn quá liều dẫn tới tình trạng đường huyết tăng cao sau ăn và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người bệnh. Vậy nên là sẽ có nhiều kênh chia sẻ luôn là người bệnh tiểu đường tốt nhất là không nên ăn nhãn. Còn có những nơi thì chia sẻ là người bệnh tiểu đường có thể ăn nhãn. Thì khi các bác không nghe kỹ, nghe tới đây thì lại dừng lại. Nhưng thật ra, phía sau thì họ đã nhắc nhở mọi người là nhãn tuy là ăn được nhưng mà không được lạm dụng ăn quá mức. Vậy nên là lần sau nếu như mà các bác có theo dõi những video về sức khỏe thì các bác nên theo dõi hết toàn bộ video, lắng nghe từ đầu tới cuối để tránh hiểu lầm các bác nhé. Và tiếp theo phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với 10 loại quả mà người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn. Hoa quả tươi thì là một lựa chọn rất tốt cho sức khỏe của mọi người. Tuy nhiên thì có một số loại trái cây có lượng đường lớn nên sẽ rất dễ tăng đường huyết, có hại cho bệnh nhân tiểu đường. Tất nhiên là không cấm tuyệt đối hoàn toàn mà quý vị có thể ăn một lượng nhỏ cho bớt thèm chứ không nên ăn quá nhiều và liên tục nhiều ngày.
Dưới đây là những loại trái cây mà người bệnh tiểu đường nên hạn chế sử dụng khi bị bệnh tiểu đường. Đầu tiên đó là sầu riêng, mít có rất nhiều đường. Lượng đường ở trong sầu riêng và mít thì tương đương với lượng đường của một lon coca hoặc một bát cơm trắng. Hai loại quả này tuy rất ngon nhưng lại cực nhiều đường. Có nhiều người còn bị nghiện ăn hai quả này và điều này thì không hề tốt. Vì vậy mà đây là hai loại quả đầu tiên chương trình khuyến cáo bà con nên hạn chế. Loại quả tiếp theo đó chính là trái dứa chín. Dứa chín thì có lượng đường cao, không nên ăn quá nhiều. Tuy nhiên thì loại quả này lại chứa nhiều lợi ích như giàu vitamin và nguyên tố vi lượng, đồng thời có khả năng chống viêm tốt. Vì vậy, bệnh nhân tiểu đường có thể ăn nhưng hãy ăn với số lượng nhỏ thôi. Loại quả thứ ba đó là xoài chín. Xoài xanh thì là một loại quả rất tốt cho sức khỏe vì trong xoài xanh có hợp chất giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng mà xoài chín thì lại có lượng đường cao và gây tăng huyết áp nên là các bác cũng phải hạn chế loại quả này. Tiếp theo là chuối chín kỹ. Đây là loại quả mà người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn nhất bởi vì lượng đường trong chuối, đặc biệt là chuối chín rất cao. Tiếp theo, quả vải thiều hoặc là nhãn. Vải thiều và nhãn chín thì chứa hàm lượng đường khá cao và ít chất xơ. Vì vậy mà người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn một vài quả, nhưng cần ăn quả tươi và ăn vào bữa phụ hoặc cách xa bữa ăn. Cách ăn trái cây để không tăng đường huyết cho người bệnh tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường thì chỉ nên ăn trái cây tươi, chứ tuyệt đối không nên sử dụng trái cây khô hay là đóng hộp bởi vì lượng đường trong trái cây đã bị cô đặc. Nước ép trái cây, sinh tố đã được các bác sĩ khuyến cáo là hạn chế sử dụng. Nước ép trái cây thì sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn vì là đã giảm đi mất lượng chất xơ quan trọng và dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn. Sau đây là phần thứ 3, chúng ta hãy cùng đến với nội dung đó là chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ cho người bệnh cách ngăn ngừa ung thư, tim mạch và tiểu đường chỉ bằng thực phẩm. Đầu tiên đó là sự thật ít người biết. Các chuyên gia đã đặt ra câu hỏi rằng liệu ai trong chúng ta biết rằng hoạt động thể chất và ăn các loại thực phẩm phù hợp thì có thể giúp ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh mãn tính. Các nhà nghiên cứu tin rằng 80% bệnh tim mạch, 90% bệnh tiểu đường type 2 và lên tới 50% các bệnh ung thư có thể phòng ngừa được thông qua việc thay đổi lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh. Nhưng mà tại sao đa phần người bệnh tiểu đường và tim mạch vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc? Lý do và cũng là vấn đề lớn nhất đối với người bệnh đó là mọi người không tin rằng thay đổi chế độ ăn uống và hoạt động thể chất có thể giúp cho tình trạng của mình tốt lên. Rằng nếu không có thuốc thì bản thân sẽ bất lực, sẽ không có cách nào khác có thể qua khỏi được. Điều này không có nghĩa là các chuyên gia y tế phủ định tầm quan trọng của thuốc đối với người bệnh, mà thông qua thực trạng này, các bác sĩ muốn nhắn nhủ tới người bệnh rằng chữa bệnh chúng ta phải khắc phục trên mọi mặt trận, từ ăn uống, luyện tập và sau đó mới là thuốc. Các chuyên gia cũng khuyên rằng hãy tập trung bổ sung dinh dưỡng thích hợp từ thực phẩm để duy trì một sức khỏe tối ưu và phòng tránh bệnh tật. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với chế độ ăn uống không khoa học sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm. Theo nghiên cứu dịch tễ học đô thị, nông thôn theo thời gian, còn gọi là nghiên cứu PURE của Mỹ, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong của người trung niên tại các nước thu nhập cao chính là ung thư. Còn nhìn chung trên toàn cầu thì nguyên nhân gây tử vong hàng đầu vẫn là bệnh tim mạch. Bệnh tiểu đường type 2 cũng nằm trong nhóm dẫn đầu nguy cơ gây tử vong. Các nghiên cứu dịch tễ học và lâm sàng đã chứng minh được nguyên nhân của những căn bệnh kể trên là do sự pha trộn phức tạp của các yếu tố di truyền, môi trường và lối sống. Trong khi yếu tố di truyền có thể là bất biến, các yếu tố môi trường và lối sống hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Trong đó thì yếu tố lối sống dễ điều chỉnh nhất, một cách chủ động chính là chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống không bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết sẽ tạo ra hoặc làm tăng yếu tố nguy cơ như sự hình thành mạch máu không mong muốn, nuôi tế bào ung thư, rối loạn chức năng nội mô, viêm mãn tính và béo phì, có thể dẫn đến một số bệnh như ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường type 2. Tin mừng là một số loại thực phẩm có thể hạn chế các quá trình này. Trong cuộc chiến chống ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường type 2, có một cách nói ví von nhưng rất đúng, đó là một lạng phòng ngừa đáng giá một ký thuốc chữa.
Bởi vì phương pháp điều trị cho những căn bệnh này rất tốn kém và đôi khi không thể chữa trị hoàn toàn. Một số loại thực phẩm bổ dưỡng nhất trên hành tinh đến từ thực vật. Thực phẩm từ thực vật toàn phần có chứa hàng ngàn hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học, vitamin, khoáng chất và phytochemical, các chất hóa học có sẵn trong thực vật. Khi được tiêu thụ, sẽ xúc tác một loại các biến đổi trong cơ thể, tương tác với các tế bào, enzyme, hormone và DNA và đóng vai trò quyết định trong việc kiểm soát tự biểu hiện gen và sự thay đổi tế bào dẫn đến bệnh mãn tính. Một chế độ ăn nhiều rau củ và trái cây, các loại hạt và ngũ cốc nguyên cám có tác dụng bảo vệ cơ thể, chống lại bệnh mãn tính. Trong đó có 5 nhóm thực phẩm đặc biệt hiệu quả, bao gồm quả mọng, quả họ cải, yến mạch, đậu phộng và trà. Vâng, quý vị thân mến, thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 3 nội dung vô cùng quan trọng. Thứ nhất, đó chính là giải đáp câu hỏi bệnh tiểu đường có được ăn nhãn hay không. Tiếp theo là phần thứ 2 là 10 loại quả mà người bệnh tiểu đường nên hạn chế. Và phần thứ 3 là chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ cho người bệnh cách phòng ngừa ung thư, tiểu đường và tim mạch chỉ bằng các loại thực phẩm. Hy vọng rằng video ngày hôm nay đã cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích nhất để có thể phòng và điều trị bệnh tiểu đường ngay tại nhà. Cảm ơn quý cô bác và các anh chị đã đón xem video. Đừng quên liên hệ theo số điện thoại của chương trình ngay trên màn hình nếu như các bác có bất cứ câu hỏi hay ý kiến thắc mắc gì cần hỗ trợ giải đáp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.